Đập Xin lại. chào hết tất cả mọi người nha. Quay trở lại kênh đi rừng của La Cà này. Phong cảnh này, hiện tại là mấy em đang lên núi này. Đó. Bậc thang này, nãy đi mới ngang bậc rồi anh mừng. Biết đếm Đó, luôn biển á. vì nó mỏi bóng đỏ à Đó. đếm quá trời bậc luôn. Đó, dưới dần gọi là muối, muối trắng trắng cả nhà. Đó, đẹp không? Đó là đường mấy em đi này. Ồ, phong cảnh bên này đẹp thiệt, nắng nữa quá chừng nắng luôn. Ở rừng quá chừng này, núi nó ổn nhiều ghê anh mừng. Lùm hai châu kia mà biết thằng to không ta? Nó coi thầm thị á. Thị hai châu. Thị. Châu chứ. Chọc cháu á. Vậy đi. Đâu. Thái đứng dưới thái rồi mà. Đi đây, bán hai thái châu. Đâu. Thầm thị. Đúng đi. Giống gì mà giống. Ôi. Chù chà. Trời đã nhìn xuống đẹp thiệt luôn mà. Em thò bứng ngay tầm thị tầm riêng nhìn trong. Chùa đẹp. Đó, lần tới chỗ quân đội luôn rồi vừa. Là con đường này là quân đội em họ làm này. Làm đỡ họ đi đi lên trạm này. Đây, mọi người, mà anh em càng lên cao phong cảnh nhìn xuống càng đẹp nha. Biển mênh mông luôn, qua chừng. Đó, thấy không? Đó, trên này mình quay cận cảnh luôn á, mọi người thấy rõ ràng hết luôn á. Đó, nông ngư đều có này. Sụt đi nhanh dữ e, tôi đi hết não rồi. Ôi, sáng giờ biết không biết biết bao nhiêu ngàn bậc à. Xa quá chừng luôn. Được. Ổ rừng cái thiệt bự mà ơi. Rừng được này. Ổ này chua chua. Ô, mệt quá mọi người. Giờ anh em lên. Thì tấp xuống đây đại đi. Bên kia là cậu Quýnh Lợi, nó đang cái cậu đang làm chắc sao ở mình không thấy đâu. Đó. Anh em chua ra lùng lùng kiếm coi gì cũng được, hay nhỏ thôi có mà xuống được rồi. Cái này là cái hải châu này kìa, cần nhỏ quá cũng đang vòng quá chứ. Có không nhiều kinh khủng ơi. nói chung không có, anh em lên đây cũng khá khá lâu. Lấy cây mini đi. Lấy cây tầm tầm mà anh em lấy rồi này về nuôi á. Giờ trồng đất riêng, chăm sóc riêng nha cả nhà. Cái này anh em không có lấy gì, không có ít có khi giao lưu lắm. Tại vì anh em đang sưu tầm về trồng thôi. Mấy cây này chỉ uống chỉnh sữa được này. Đó. Ngoài cũng đang lột kìa. Anh em lấy dòng này về trồng. Giờ coi tự nhiên nó hết rồi. Hết cái to rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ thôi. Sao? Bốc đi được không? Biết. Chưa biết. Không có sức, hết sức rồi. Đó, ông anh ông đào được 3-4 cây vậy. Còn mình thì nén quá, chung là núp luôn, hết não luôn. Cái đây cũng núp này, đang núp. Mới 9 rưỡi mà nén kiểu dời rồi, chết chết. Ở nhà sáng rồi hang đi. Vô. Trời ơi. Nén. Nén khiếp luôn mọi người. À, trong chôn rừng nè. Nên sao mà. Sáng thì hăng đi lắm, sáng lên giờ lên tới núi rồi cái ơ ỏi chân tay luôn rũ hết rồi, giờ muốn đi về đi xuống lại luôn rồi. Giờ xuống cũng không được. Xuống cũng được. Xuống cũng được ở con sông ơi. Chết. Ông quá chịu cũng ngấu. Ông nào mà bị biết áp rồi chết chết trời ơi. Chị đánh. Xì, đó, anh được 4-5 coi gì á. Nói chung anh em lên cái biết cái rừng đó là coi nhỏ nhỏ rồi, đào về nuôi á, nuôi xuống đất mình làm cái vườn riêng nhỏ nhỏ anh trồng á. Đó, cho nên thì hôm nay cố gắng lên đời mà thôi cái do thời tiết. Thời tiết con tiết cái thì út thôi. Thời tiết quá nắng luôn cho nên anh em chúng này trốn thôi. Không biết tới chiều được mấy cây. Không nào không quay lại được luôn mà nắng quá mất.
nên bây giờ bữa nay thì nó không có đã hơn mấy hôm trước nha mọi người thông cảm. Rồi, sẽ cố gắng nghỉ mát hai tí nữa mình có cái cây nào hay hay đẹp đẹp mình sẽ quay tiếp. Rừng mát vậy cây gì? Đây mà anh em núp trong má coi cái cây anh đào này thảm không? Giờ đó. Mấy em giờ trồng một sào đất luôn á cả nhà. Nếu có dịp thì anh giờ em đánh quá giờ ra ký không nấu không? Anh em mình sẽ quay lại cái vườn mà anh em đào phôi này về trồng này. Để có thời gian. Đó, anh sẽ thời gian sau mình sẽ quay về cái vườn của mình. Đó, rồi nhỏ nhỏ này anh em trồng xuống kia mình chỉnh sửa. Cái to cái đẹp thì giờ không còn. Nhỏ nhỏ thế này là được rồi. Vườn nhanh quá. Đi không nấu luôn. Nó giảm nhiệt độ. Nó tăng nhiệt độ quá chừng luôn, giảm gì nữa. Ủa hay không? À. Rồi, đó tặng ra được rồi. À, sao bên này. Hôm nay không có cái cọi gì đẹp hết. Đây công trình của quân đội đang làm rồi mọi người. Đường ra đi lên. Đất sàn đá đổ quá trời. Hôm nay đi nắng quá đi không có gì. Anh vô anh đào cây cho mồi trái hả trái. À cho mồi trái quanh nhận đẹp á không đào đâu mời rồi hết sức rồi đánh quá đào không nổi mọi người trái nè mọi người được cây này giờ kéo thành quanh nhận đẹp rồi nha có cò được cò gấp cưa đấy đào đi đứng này là mất cây lung tung khó đào quá. Giờ bây giờ nắng quá kìa, đuối. Biến ra là mất cưa nè. Đuối. Đào luôn, hết ra hoài luôn, khỏi cưa luôn. Hết ra hoài cưa chứ giờ không cầm cưa mà. Đất mùa này nó cứng. Tính ra anh phé, anh đào dưới vậy. Đây rồi. Sơn trắng, sơn trà. Đây gì nè. Chút đào, khỏe quá. Gần phỉ đâu á. Sáng rồi không dám rới gì mà đào hai ba cái xào beng nắng chịu không nói luôn. Đào cây hai trâu cũng có bùi rồi cắt luôn rồi tặng. Hả? Nè. Ai biết? Trâu á. Con trâu á. Đây là hoa hai trâu cây gì? Ai biết? Không. Ta nói từ hồi xưa rồi cái này cũng khoai hai trâu cửa chứ. Cái nhánh của nó một cái gốc mất sát rồi hỏi. Cây này, đó, cái này trồng đi. Chút. Thở dưới đây. Mệt mà. Giặt cái cây xương trà không ra mệt. Này thật thấy vậy tự nhiên cái con người nó rảo mất con mực. Thấy rảo. Thấy đắt đắt rồi rảo người hơn. Tính bị ông đào dụng này. Rảo người không? Thấy rảo người. Nắng quá đào nổ. Cố lên đi. Nắng đào thiệt vui á. Vui. Sáng rồi không đào. Không đào được cây nào luôn đào, vui. Thở bằng miệng không à. Về không rồi. Đào rồi. Anh đào mới cây ra được rồi. Đào một cây có giác gì cho đi. Không có rồi này. Mệt mệt quá. Gần lên rồi. Chưa chắc cái rễ nào mà nó thuộc cái rễ nó có chắc một cây chuột á. Mà về mà nó dễ sốc. Sao không? Chút xạ tàn, nắng gương gốc là xạ tàn. Thấy là trời mời trái cái xạ tàn liền. Ngon ghê. Chua. Mùi ăn chua ngọt ngon lên 10. Đấy à? Không, mùi ngọt hả? Thì mày kia mới đánh cho nhăn nhẵn chứ. Quá đẹp cấp. Mệt. Đợi mà, mệt gì vậy mệt. Vô quay, chắc dùng cái ẩu ra, đưa dùm tôi chút coi. Ây dồi, vừa quá. Chua thôi đừng ấy. Còn non mà, chưa chín chín ngọt. Uống nước tiếp đi. Cả tầm bại mày nói làm chi mà. Hả? Ảo tầm bọn này lấy làm chi mà. Cái đủ giác. Giờ đi không có cây mà. Bỏ cục đá mang cho đủ giác. Sáng giờ có hai cây.
Nếu quá đầu nấu 2 cây 3 cây nhiều quá. Ăn đục mắt á, nén quá. Ừ. Qua đây ngầu mở dài. Chút đào hố mùa hè mà bả hố bom cái đó chút ăn dưới. Bây giờ cắt rửa. À, cái cây diện cây à. Được được đấy bánh tát. Đợi đâu mà đợi nó hở cái lưỡi cưa ra cho cắt cho nó nhẹ mà đợi. Đó, cái này giờ trồng sống bán chi đôi ngay giờ. Cây nào bác cũng phụ á. Này đi phụ không lấy cây không à. Bữa trước đây. Chiên cho cái túc đạn đấy. Bữa trước thì bác làm gì? Khiêng. Khiêng ngu ngơ luôn. Đó là túc đạn này. Nãy không đào lên cục cái to to rồi vậy. Một xíu vậy làm như vậy. To cho nó nổ. Thời giác ra ngồi mát đi. Đi xà beng lấy cầm lại cho. Đấy, xà beng đấy. À, anh em dời cho anh em sao nữa. Mát xuống mát xuống kia mát hơn, xuống kia mát hơn. Tụi này á. Lên đây bó rồi giác luôn chứ. Ừ, để cho con trai đã. Đây coi nha, sáng giờ mình đi lục không có gì. Mày quá là gặp được một cây, số với mình đó toàn là hải châu chút chút không nha. Đó, coi này, đàn hò quá chừng chừng. À. Cụm này khá to luôn rồi. Đó. Lá này. Đàn sen. Cành đá lá đang bị sen. Gấp nó chắc cũng cỡ mười mấy cả nhà. Tàng tàng thông nha. Coi đây tàng thông, cực kỳ đẹp luôn. Ồ, đẹp không? Khoảng cỡ 16-17 kìa. Đẹp lắm, đẹp như con lái ra đã. Đây cả nha. Mình đã đào nó ra rồi, từ trong cái rừng á. Cầm trong đó nha. Ra ngoài rồi nè. Thằng nó đã không? Tì á, tì non non, cái tầm cỡ mười mấy á. 15-16. Thằng có thằng cò lát này. Sau này mình về mình kéo được cái thằng này xuống chơi quen nhau nha. Tảng đằng lúc đầu luôn, hồi về chi chít, hồi cứ khiếp luôn, còn khá nhiều, đó, xả bớt mấy tàn rồi, tàn hiếm lắm mới gặp được con cây vậy nha, lâu thôi. Tàn quá chừng tay ta tàn thông tàn dù nha. Sau này mình giờ mình có thở mình sửa lại cái thơ khác nha. Đó, và không hay để giờ mình cứ giờ cách tròn gì hết rồi ra ra trái chơi trái thôi chỉ cần vậy là được rồi. Hoa nó đang ra trong quá cái nách lá này. Rồi mình xin phép kết thúc video của ngày hôm nay của anh em mình đi rừng nha. Chúc gia đình mình luôn nhiều sức khỏe.